Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 32. Nếu như cậu định từ chối số tiền này và bỏ đi, thì sau này đừng nói với tôi rằng cậu không thể tha thứ cho tôi. Cậu không có quyền nói điều đó. Bây giờ cậu muốn sao đây? Cậu thấy sao? Cậu sẽ lấy tiền hay là cậu sẽ đợi đi? Tôi không có nhiều thời gian với cậu. Tôi không thể nào ngồi đây đợi cậu được. Cậu muốn tôi phải làm sao đây? Chờ gì nữa? Tôi xin lỗi. Tôi phải đi rồi, không đợi được nữa. Cơn Su ơi, chú kiếm được nhiều tiền không? Hả? Sao con hỏi vậy? Chú kinh doanh quán cơm, cho nên là sẽ không có chuyện con bị bỏ đói rồi. Nhưng mà bộ chú không cần tiền để đưa con đi học sao? Trời ơi, con đừng lo điều đó. Con đã từng xem qua một chương trình truyền hình rồi. Họ cũng có nói rằng chú sẽ cần rất nhiều tiền để sau này nuôi con học đại học đó. Con đừng có lo, con chỉ cần tập trung học chăm chỉ thôi. Chú đảm bảo rằng con sẽ được đi học đầy đủ giống các bạn khác. Con cảm ơn chú. Chú về rồi hả? Lúc nãy chú đi đâu vậy? Có đi đâu đâu, chú có người cần gặp thôi. Dân xin à, con chuẩn bị lo học đại học đi. Dạ, con tưởng chú lấy số tiền trong sổ tiết kiệm ra trả tiền nhà. Một nhà hảo tâm đã nghe về hoàn cảnh của nhà mình và đề nghị tài trợ cho con. Nhà hảo tâm sao? May thật luôn đó Dân Xin, mình thật sự rất mừng. Em có thành tích rất tốt, giờ em chuẩn bị thì cũng đậu trường mà em muốn thi vào thôi. Chú cảm thấy rất tiếc khi nghe chuyện sa thải ở nhà hàng, nhưng nhiều khi đó cũng là may mắn. Và hảo tâm đó thật tốt bụng quá ha. Con phải đi tìm người ta và cảm ơn họ đã tài trợ cho con. Không cần đâu, người đó nói là không muốn để lộ danh tính của mình, nên chú nghĩ con không cần tìm họ đâu. Thời buổi này vẫn có người tốt như vậy hả? Nghe cứ như chuyện cổ tích vậy ha. Cần gì quan tâm chuyện cổ tích chứ, cứ lấy tiền và ăn học đầy đủ là được thôi, quan tâm làm gì. Cha Ngô Bốc ghen tị lắm hả? Cậu không biết mình là ai à? Mình có thể đi kiếm tiền để cho Vinh Xin đi học đó. Cậu thích thì cứ thử làm đi. Mình đâu phải kiếm đủ tiền để mà nuôi cậu ăn thịt cả đời còn gì. Được rồi, mình sẽ đợi xem cậu bao mình cả đời được không. Chúc mừng cậu Kim Vinh Xin. Cảm ơn cậu Bắc Chinh Hun. Hai đứa bộ có chuyện gì hả? Con chịu, gần đây hai người bất thường lắm. Lâu lắm rồi mới thấy Chân Hun sang ăn cơm cùng mọi người đó. Nếu biết thì chú đã làm thêm rồi. Dạ không sao đâu, chú không cần bận tâm đâu. Thật may bởi vì có người tài trợ cho Dân Xin ha. Là bởi vì Dân Xin sống lương thiện nên được đền ơn. Cậu Bóp thì cũng bắt đầu đi làm rồi. Thật vui vì ai đấy đều sống hạnh phúc. Con về nhà trước đi, ba phải đi có chút chuyện rồi đi siêu thị mua đồ nữa. Nếu vậy thì để con đi cùng xách đồ giùm ba cho. Ừ.
dụng cụ để câu cá. Ba muốn xem thì vào trong đó ngắm đồ đi ba. Cửa hàng đó chắc là mới mở cửa. Trước đây không phải ba rất thích câu cá sao? Mẹ của con rất ghét việc đó. Việc đầu tiên ba sẽ làm trong ngày nghỉ là đi câu cá. Mẹ con khó chịu vì ba để bà ấy ở nhà một mình. Ba không nên dành quá nhiều thời gian để đi câu cá luôn. Nhưng lúc đó ba cũng rất cần không gian riêng cho mình mà. Từ giờ ba hãy nên đầu tư thời gian cho bản thân mình đi. Bây giờ thì con cũng đã tự lo cho bản thân của mình được rồi. Ba cũng cần phải có sở thích riêng của ba chứ. Sở thích để làm gì chứ? Không cần đâu. Vậy anh ta có lấy số tiền đó không? Cô cũng không ngờ rằng cậu ấy lại đắn đo ngồi suy nghĩ như vậy. Đúng là ngoài dự đoán. Con không nghĩ anh ta là loại người như vậy. Dường như cậu ta sẵn sàng hy sinh chỉ vì cô gái dân sinh đó. Chắc là vậy rồi. Chú đang ngủ uống bia hả? Chú không ngủ được nên uống vài ly thôi. Chú hãy gọi thầy Quân Su hoặc chú Cân Chơn sang uống cùng đi chứ. Khỏi đi, chú ngồi chút xíu là ngủ rồi. Con làm thêm đồ nhắm nha. Chú muốn ăn thêm món gì không? Thôi khỏi mà. Để hôm nay chú đóng cửa quán cho. Ai là nhà hảo tâm đang giúp đỡ chúng ta vậy? Người đó không muốn để lộ danh tính, nhưng mà con cũng cần phải biết người đó là người như thế nào chứ. Hôm nay chú hơi mệt rồi. Chúng ta nói chuyện này sau nha. Dạ. Mình chắc chắn là chú ấy đang buồn về chuyện gì đó. Nhưng mà mình lại không đủ can đảm để hỏi nguyên nhân. Chuyện của cậu may mắn vậy sao mà chú ấy lại buồn? Đa Chơn à, linh cảm của mình không tốt. Ý cậu là gì? Mình chưa bao giờ thấy chú ấy buồn phiền tới vậy. Mẹ à, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Em nghĩ là thầy đã giúp đỡ chú ấy liên lạc với nhà hảo tâm. Thông thường thì cậu ấy đã nói trước với thầy về mọi thứ. Thầy cũng thấy kỳ lạ lắm. Em cũng thấy chú ấy kỳ lạ quá. Sao vậy hả? Em nghĩ có lẽ nhà hảo tâm đó là người khiến chú ấy kỳ lạ. Được rồi, để thầy thử hỏi cậu ấy xem. Có một người phụ nữ mà anh rể yêu rất sâu đậm. Đàn ông chỉ để trong lòng một người phụ nữ, chị cũng không nên tự tin thái quá như vậy. Sao em cứ suốt ngày né tránh anh như vậy hả? Em có làm như vậy sao? Vì chuyện anh để cho em trai làm tổng quản lý à? Em vẫn cảm thấy anh như một vị khách hàng của em vậy. Sao? Em cũng không biết hôn nhân của những người khác như thế nào, nhưng mà em chắc chắn họ sẽ không đối xử khách sáo và xa cách như hai vợ chồng chúng ta đâu. Em thật sự nghĩ như vậy à? Châu Su và Minh Cơn mặc dù hay cãi giả, nhưng mà mỗi khi em nhìn thấy hai người họ, em vẫn cảm thấy họ hạnh phúc. Bất kể họ có làm gì thì họ vẫn tin tưởng lẫn nhau. Đôi khi em thấy ghen tị với họ lắm. Được rồi,
anh sẽ cố gắng thay đổi. Anh không kết hôn với em vì yêu em sâu đậm đúng không? Sao tự nhiên bây giờ em lại quan tâm chuyện đó làm gì? Anh đi ngủ trước đi. Em ngủ trước đi, anh uống vài ly thì mới ngủ được. Sao anh vẫn chưa đi ngủ vậy? Bộ anh bị mất ngủ sao? Nghe đây, em nhất định phải làm tốt mọi chuyện đó. Dạ tất nhiên rồi, anh không cần lo đâu. Kể từ khi em lên làm tổng quản lý thì vợ của anh rất khó chịu. Anh cảm thấy rất nặng nề khi ở chung phòng với cô ấy. Em xin lỗi anh. Thì ra hôn nhân cũng không dễ dàng cho lắm đâu. Em đã nói với anh rồi mà, lớn tuổi rồi thì anh còn kết hôn làm cái gì nữa? Nếu được đầu thai thì em sẽ không lấy vợ nữa đâu. Không phải ai cũng chịu đựng được việc này mà. Nếu em mà chưa kết hôn, chắc bây giờ đã tan nhà nát cửa. Em nên cảm thấy may mắn vì lấy được người giống như em dâu đi. Cho dù có như vậy đó, thì cũng có nhiều lúc em muốn từ bỏ mọi thứ, dừng lại hôn nhân này đó anh à. Vậy em càng nên uống một chút. Hả? Ừ? Dạ. Cậu nên đi học ở trung tâm đào tạo đi. Hả? Mình nghĩ cậu bất tiện mỗi khi mà cậu gặp Đa Chương. Có gì mà bất tiện đâu chứ. Không có chuyện đó đâu, cậu đừng có lo gì hết. Mình biết là cậu không nhận ra tình cảm mà mình đã dành cho cậu. Nhưng mà mình đã nhận ra tình cảm của cậu. Kể từ khi còn nhỏ thì cậu đã thích mình rồi. Gì chứ? Tình yêu đâu phải cứ nói thì mới hiểu được chứ. Cậu đang bị quan tưởng lắm đó. Mình thật sự không thể tiếp tục che giấu tình cảm này với Đa Chương được nữa rồi. Hả? Không được. Cậu chỉ cần làm theo những gì mình nói là được rồi. Còn ba mẹ của Đa Chơn thì sao chứ? Họ đối xử với cậu rất tốt trong thời gian vừa qua mà. Mình còn không sợ làm tổn thương đến ba của mình thì mình sẽ quan tâm đến ba mẹ của Đa Chơn hay sao chứ? Cậu mà làm như vậy thì đừng hòng gặp mình nữa. Mình không nói đùa đâu. Đó là lời cảnh cáo đó. Sao rồi hả? Vở kịch của con suôn sẻ không? Thảm họa đó chú. Ô Bốc quên lời thoại bắt đầu nói lên tin. Nó không khớp với những gì mà con đã học. Chỉ có duy nhất vở kịch của con là thảm họa thôi đó chú. Vậy hả? Chắc là con buồn lắm hả? Nhưng mà con lại được chọn làm vai thỏ chính rồi đó. Thật sao? Con sẽ phải làm gì? Con sẽ đóng vai thỏ trong buổi thi năng khiếu của trường. Tin vui đó nha. Chắc là con làm tốt lắm ha. Mà ai sẽ đóng vai rùa vậy? Đương nhiên là Chơn Hun đóng vai rùa rồi chú. Vậy thì cuối cùng con cũng được tham gia vở kịch với Chơn Hun rồi ha. Chúc mừng Dân Sinh. Nhưng con nghĩ chắc con không thể làm tốt được đâu chú ơi. Tại sao? Con đã nói với giáo viên là con chắc chắn sẽ rất là lo lắng khi phải biểu diễn trước mặt các phụ huynh vào ngày hôm đó, nên không làm được đâu. Có gì đâu mà phải lo lắng chứ. Con cứ làm cho thật tốt là được. Cho nên là Đa Châu sẽ thay con đóng vai thỏ rồi. Vậy Chơn Hun lại yêu cầu con nhường vai hả? Dạ không phải. Con đã nhường lại vai diễn đó đó. Tại sao? Là bởi vì con không có mẹ. Chơn Hun nói rằng cậu ấy ghét bị những đứa trẻ khác trêu chọc vì cậu ấy chơi với những đứa trẻ không có mẹ giống như con. Cho nên là con nhường vai diễn đó vì Chơn Hun sao?